Chào các em, thì hôm nay chúng ta sẽ học về các dạng trong chuyên đề về câu vị đạo Passive Voice. Thì trong cái video này chúng ta có những nội dung mà chúng ta cần phải học như sau. Thứ nhất là mình sẽ học về các lý thuyết chung về câu vị đạo. Cái này thì mình phải nắm được ha. Nắm được thì mình sẽ học các công thức của nó rất là dễ dàng. Đó, sau khi các em nắm được lý thuyết chung về câu vị đạo thì mình sẽ cùng ôn lại Passive của 8 thì và các trường hợp khác. Sau đó, phần thứ ba là mình sẽ học về công thức của causative form, công thức của thể nhờ vả. Và phần cuối cùng là chúng ta học về điểm phương pháp people say that, là người ta nói rằng. Được chứ ha? Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần nội dung thứ nhất là mình sẽ học về các lý thuyết chung. Thì bây giờ như thế này, các em trong phần lý thuyết chung chúng ta sẽ có ba nội dung. Các em sẽ biết được rằng là chúng ta có hai kiểu động từ luôn tồn tại song song với nhau. Nhánh thứ nhất là nhánh của động từ thường và nhánh thứ hai là nhánh của động từ to be. Thì khi các em làm bài tập word form thì các em đã xác định được rằng là mình có 9 kiểu word form rồi đó. Mình có noun, noun s, attitude, adverb là 4 cái rồi đúng không? Thì bây giờ còn 5 trường hợp của động từ nữa thì ra chính 5 trường hợp của động từ đó chính là verb không, verb 1, verb 2, verb 3 và verb in. Tương tự như vậy thì động từ to be nó cũng động từ thường có 5 hình thức như vậy thì động từ to be nó cũng có 5 hình thức luôn. Vậy các em hãy nhìn cái bảng so sánh hay vẽ so sánh ở chỗ này nào. Verb không thì đây là verb không của động từ to be, verb 1 của động từ to be, verb 2 của động từ to be, verb 3 của động từ to be và verb in của động từ to be. Được chưa ha? Các em cần phải biết được verb không của động từ to be là be, verb 1 của động từ to be là am is are. Verb 2 của động từ to be là was, were, verb 3 của động từ to be là been và verb in của động từ to be là being. Rồi, ghi cái này vào trong tập. Qua tới phần lý thuyết chung thứ hai là khi chúng ta chuyển từ một cái động từ bất kỳ là động từ hay cho vào trong nhóm hoặc đơn nè. Muốn chuyển sang cái passive form thể bị động của động từ đó thì mình theo nguyên tắc là động từ bất kỳ phải chuyển sang một thằng động từ to be bất kỳ và cộng cho verb cột ba hoặc verb ed. Mình thấy động từ thêm dấu hoặc đơn và động từ to be thêm dấu hoặc đơn, điều đó có nghĩa là gì? Để mình biết rằng nếu như đề người ta cho verb không thì động từ to be giữ nguyên là verb không. Đây các em nhìn xuống phía dưới nè. Nếu đề cho là verb không thì bị động của verb không là be verb 3. Nếu đề cho là verb 1 thì bị động của verb 1 sẽ là am is are cộng cho verb 3. Nếu như đề cộng cho là verb 2 thì bị động của verb 2 sẽ là was, were cộng verb 3. Nếu đề cho là verb 3 thì bị động của verb 3 sẽ là been cộng verb 3. Và nếu đề cho là verb in thì bị động của verb in sẽ là been verb 3. Được chưa ha? Và phần thứ ba chúng ta cần ghi chú đó chính là vị trí của trạng từ. Thì các em sẽ biết rằng trạng từ chỉ nơi chốn thì đứng trước by và trạng từ chỉ thời gian thì đứng sau by. Tới đây thì các em có thể pause video lại và chép bài vào trong tập. Chúng ta qua về phần passive của các thì. Thì các em nhìn đây, mình sẽ có nhóm thì hiện tại, nhóm thì quá khứ và nhóm thì tương lai. Thì nhóm thì hiện tại, các em có hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành. Và chúng ta có cái cột thứ hai là cái cột thể chủ động của nó. Và cái cột thứ ba chính là cột thể bị động của nó. Ví dụ như là thầy lấy ngay chỗ này, thầy có thì hiện tại hoàn thành. Thầy khẳng định là chủ từ cộng have hoặc has cộng cho verb 3. Thì bị động là thầy sẽ có một cái chủ từ mới cộng have hoặc has cộng been cộng cho verb 3. Được chưa ha? Các em ghi cái bảng này vào. Mình nhìn cái ví dụ ngay chỗ này. Tại sao nobody has used these rooms for ages. Không một ai sử dụng những căn phòng này trong nhiều năm rồi. Thì phân tích câu này, thầy có nobody là chủ từ, has still là has cộng cho verb 3. Và these rooms là object là tốt từ và for ages là trạng từ chỉ thời gian. Thì bây giờ thầy đem chủ từ mới xuống, đó chính là lấy object của câu chủ động xuống để làm subject của câu bị động đi các em. Thì ngay chỗ đây có từ these rooms là những căn phòng này. Những căn phòng này là danh từ số nhiều thì thầy không thể nào dùng là has. Và thầy phải chuyển thành là have. Mình có use là verb 3 thì bị động của verb 3 sẽ được là been verb 3. Thầy sẽ được là have been used. Tại sao ngay chỗ này lại có nó? Do trên đề chủ từ là nobody là không một ai. Nobody là mang ý nghĩa là phủ định. Cho nên là thầy phải thêm chữ nó vào trong đây. Vậy là these rooms haven't been used for ages. Ha, chúng ta không biết lại là by nobody. Vậy mình chỉ thể biết là these rooms haven't been used for ages.
Chúng ta qua nhóm thầy thứ hai, đó là nhóm thầy quá khứ. Thì các em hãy chép cái công thức này vào trong tập cho thầy. Thì cũng tương tự như vậy, bên đây là các hình thức của thể chủ động và bên đây là các hình thức của thể bị động. Chúng ta cùng phân tích cái ví dụ này. They were building a road near my house. Thì trong câu này chúng ta phân tích được đây là chủ từ, were building là động từ, là động từ thì quá khứ tiếp diễn. A road là object và near my house là trạng từ chỉ nơi chốn. À, chúng ta dịch nghĩa câu này nè. Họ làm gì? Họ đang xây dựng cái gì? Xây dựng một con đường ở đâu? Một con đường ở gần nhà tôi. Vậy khi mình chuyển sang thể bị động, mình sẽ viết được rằng là một con đường thì đang được xây dựng ở gần nhà tôi. Ha, trong trường hợp này, near my house là đang bổ nghĩa cho động từ được xây dựng, chứ không phải là đang bổ nghĩa cho cái object là con đường. Cho nên mình không thể nào đem a road near my house làm chủ từ của câu bị động được. Vậy các em phải nhớ là đấy, mình phân tích từng câu ra. Họ làm gì? Họ đang xây dựng cái gì? Xây dựng con đường ở đâu? Là ở gần nhà tôi. Vậy cái việc xây dựng đó nó ở gần nhà tôi, được ha? Vậy thầy sẽ chia bị động được như sau. A road là chủ từ số ít, thì were 4 chữ mình phải viết lại thành là was 3 chữ. Thì nếu như các em chú ý là chúng ta có 9 thì đúng không? Nhưng mà mình sẽ không chia bị động của thì tương lai tiếp diễn. Cho nên cột này chúng ta sẽ đánh dấu XXX là mình không có cần phải học công thức ở chỗ này. Ví dụ như thầy cho câu sau đây. The student will take care of the trees at the corner. Là những học sinh sẽ chăm sóc những cái cây ở cái góc trường. Vậy bây giờ, cái gì ở góc trường? Là những cái cây ở góc trường hay là hành động chăm sóc ở góc trường? Đúng không? Mình không thể nào đặt câu hỏi là các bạn học, bây giờ đặt câu hỏi từ nè, ai thì trả lời là các bạn học sinh. Bạn học sinh sẽ làm gì? Sẽ chăm sóc cái gì? Thì mình phải nói là sẽ chăm sóc những cái cây ở góc trường, chứ không thể nào chăm sóc những cái cây. Rồi sau đó mình hỏi là ở đâu? Nó ở góc trường. Thì trong trường hợp này là ở góc trường là đang bổ nghĩa cho cái object là những cái cây, chứ không phải là bổ nghĩa cho hành động là hành động chăm sóc, đúng không? Chăm sóc cho cái gì? Cho cái cây mà ở góc trường đó, chứ không phải là cái cây ở ngoài đường. Cho nên object trong trường hợp này phải là the trees at the corner. Thì chúng ta sẽ đem object ra phía trước làm chủ từ của nó là the trees at the corner. Em có will thì em đem will xuống, tại vì will là không có phụ thuộc vào chủ từ sớt hay chủ từ số nhiều. Và ngay chỗ này mình có take là verb không, thì bị động của verb không sẽ được là be verb 3. Và hãy viết lại là the trees at the corner will be taken care of by the student. Chú ý là nếu như mình viết thiếu chữ care of là câu này mình cũng không có được điểm các em nha. Rồi, chúng ta qua các trường hợp khác. Thì các em nhìn thấy trong trường hợp này thì cho mình model verb cộng verb không, model verb cộng hơi verb 3, to verb không, are to verb không, have better cộng verb không, are going to verb không và trường hợp của từ let. Thì các em hãy nhìn bên đây cho thầy, đây là cột thể chủ động và bên đây là cột thể bị động. Có một cái chú ý đối với trường hợp của are to verb không và của have better verb không. Nếu muốn phủ định có are to verb không thì sẽ được là are not to verb không. Còn nếu phủ định có have better verb không thì sẽ được là have better not verb không. Các em hãy nhìn những ví dụ phía dưới. They don't let us do the housework. Họ không cho phép chúng tôi làm việc nhà. Vậy trong trường hợp này, thầy có us là object thứ nhất và the housework là object thứ hai. Us chính là object chủ động và the housework chính là object bị động. Vậy bây giờ mình chia bị động của verb không thì mình sẽ được là be verb 3. Rồi, I like Nancy wearing this dress. Thì Nancy là object thứ nhất và this dress chính là object thứ hai. Tôi thích Nancy mặc cái váy này. Vậy là tôi thích cái váy này được mặc bởi Nancy. Bên đây là verb in thì chi bị động của verb in thì sẽ được là be in verb 3. Đó là các trường hợp khác của câu bị động các em nha. Chúng ta qua một cái phần mà rất thường hay cho trong bài tập sửa lỗi sai hoặc là có thể cho chi động từ cũng được. Đó chính là trường hợp của thể nhờ, của causative form. Thì khi nhắc tới causative form thì các em phải biết đó là công thức của từ have và từ get ha. Chúng ta có túc từ chủ động và túc từ bị động. Vậy là mình có 4 trường hợp để chú ý. Các em nhìn nè,
Nếu như have dùng với túc từ chủ động thì mình sẽ được là have cộng túc từ chủ động cộng verb không. Nếu như get dùng với túc từ chủ động thì mình sẽ được là get cộng túc từ chủ động cộng to verb không. Nếu như have dùng với túc từ bị động thì mình sẽ là have cộng túc từ bị động cộng cho verb be hoặc ed. Còn get cộng cho túc từ bị động cho get cộng túc từ bị động cộng verb be ed. Các em hãy nhìn cái ví dụ dưới đây. My mom asked my aunt to do the shopping. Là mẹ tôi nhờ dì tôi đi mua sắm. Trong trường hợp này mình có cấu trúc là ask somebody to do something. Cho ngay chỗ này người ta chỉ là to do ha. Thì các em chú ý vào cái phần tô màu đỏ ở chỗ này. Thì my aunt là object chủ động và the shopping là object bị động. Vậy thầy sẽ viết được như sau: my mom has my aunt to do the shopping. Bạn với my mom gets my aunt to do the shopping. Đây thầy đang dùng my aunt là object chủ động đấy. Còn khi thầy dùng the shopping là object bị động. Vậy là my mom has the shopping done by my aunt. My mom gets the shopping done by my aunt. Các em có thắc mắc object chủ động và object bị động là cái gì không? Thì mình đang so sánh vào cái hành động do trong trường hợp này nè. Ai là người thực hiện hành động mua sắm? Đó là dì tôi. Còn cái việc mua sắm này là được thực hiện bởi dì tôi. Cho nên thông qua cái chữ do này thì mình sẽ biết được là my aunt là object chủ động và the shopping là object bị động. Các em ha. Và chúng ta qua một cái điểm ngữ pháp cũng không kém quan trọng, nói một cái khác rất rất là quan trọng, đó là điểm ngữ pháp của People Say That. Người ta nói rằng có hai cách để làm các em ạ. Nhìn vô cách thứ nhất cho thầy. People say that the students are going to have another practice test. Người ta nói rằng các bạn học sinh sắp làm một cái bài kiểm tra khác. Vậy thầy sẽ mượn một cái chủ từ giả là chữ it. Và ngay chỗ này người ta cho say là verb 1 thì thầy cứ chia bị động của verb 1 thì được là y say. Viết lại từ đá và phần sa đá có cái gì các em viết là y chang hết, đúng không? Còn bây giờ qua cách thứ hai thì các em phải chú ý cho thầy. Active form, đây là trường hợp cái đề người ta cho mình nè. Và đây passive form là cái yêu cầu mà người ta yêu cầu mình phải viết lại nè. Thì các em nhìn bên cái cột đầu tiên chính là hướng dẫn đấy. Chúng ta có 3 trường hợp cần phải chú ý các em nha. Động từ sau đá, đây, đá và đá đây nè các em. Nếu như động từ sau đá là verb 1, chữ comes. Nếu động từ sau đá là will verb come, là will come. Thì khi viết lại câu bị động phải chuyển thành to verb come. Đây các em nhìn nè, to come. Còn nếu như động từ sau đá là verb 2, chữ came nè, là has verb 3 hoặc là have has verb 3. Đây người ta cho là has come nè. Thì khi chuyển là phải chuyển thành to have verb 3. Vậy là to have come. Còn động từ sau đá nếu như là am is are cộng verb in. Đây đề người ta cho là is coming. Thì khi chuyển thì mình phải chuyển thành là to be verb in. Thì sẽ được là to be coming. Vậy bây giờ làm như thế nào? Người ta cho people say that he comes. Thì xử lý cho hai động từ thứ nhất là động từ say. Và động từ thứ hai là động từ comes. Vậy say đang là verb 1 thì bị động sẽ được là is say. Áp dụng theo nguyên tắc ở bên đây, đề cho verb 1 thì chuyển thành to verb come. Vậy là comes sẽ mét và chuyển thành to come. Đúng không? Muốn thành một ví dụ nữa nha. Ví dụ như câu này, people say that he had come. Thì các em nhìn vào đây, các em thấy say đang là verb 1 thì chia bị động của verb 1 thì sẽ được là is say. Và người ta cho là had come là quá khứ hoàn thành thì mình phải chuyển thành to have verb 3. Và thầy sẽ chuyển thành là to have come vậy ha. Rồi, và một cái phần nữa chúng ta cần phải chú ý khi chúng ta làm bài tập về câu bị động. Thì các em nhìn ngay chỗ này, cái mái nhà sụp xuống dưới cái sức mạnh của tuyết. Thì cái từ collapse, các em chú ý thầy, từ collapse không bao giờ chia bị động. Nếu người ta chia là was collapsed hoặc là have been collapsed thì đã nó sai. Được tặng cho ai đó thì chú ý với từ là be given to somebody. Được mua cho ai đó thì sẽ là be bought for somebody. Rồi, tôi thì đang trang trí cái phòng và người tôi thì bị dính đầy sơn. À, có nghĩa là khi tôi sơn á, tôi làm sơn bắn lên người tôi chứ không phải là cái sơn nó làm bản thân nó dính lên người tôi. Cho nên trong trường hợp này thì phải dùng là in hand, thì dùng không dùng by hand. Rồi, cái cửa thì được đập
bằng một cái búa, mặc dù mình chỉ là bằng một cái búa, nhưng trong trường hợp này là một người nào đó sử dụng một cái búa để đập cái cửa. Vậy cái búa chỉ là một phương tiện thôi, cho nên chỗ này phải là with a hammer, không by a hammer. Tương tự như vậy, không khí bị ô nhiễm với khói thải thì phải là with toxic fumes. Nếu người ta cho là by toxic fumes thì by đã sai. Câu 1 này sai nè các em. She was died, cô ấy mất trước khi cô ấy được đưa vào trong bệnh viện. Thì ngay chỗ này là sai, không có chi bị động, mất là không chi bị động. Ngay chỗ này sửa lại cho thầy phải là die thêm đi các em nha, phải là die thêm đi. Đáp án này phải sửa là die thêm đi mới đúng. Câu số 2, những đôi giày này thì không có hợp với cái áo này. Cái này là đúng, chúng ta không chi bị động của từ suit. Hàng ngàn người thì bị mắc kẹt lại ở sân bay, thì bị mắc kẹt phải sửa lại cho thầy là have been stranded. Tương tự, được sinh ra, được định cư ở đâu đó, được tháo dỡ ra. Vậy là strand, born, populate và take apart là phải chi bị động. Trong trường hợp này phải chi bị động. Để cho hai các em. Vậy chúng ta mới vừa cùng học các dạng của câu bị động. Trong chuyên đề câu bị động là mình vừa ôn lại lý thuyết chung. Mình đã học accept của tám thì và các trường hợp khác. Mình đã học về thể nhờ vả. Mình đã học về công thức của Pippo-Sedat. Và mình có biết về cái ghi chú note khi dùng câu bị động Rồi bài học của chúng ta tới đây là kết thúc. Các em ghi lý thuyết vào trong tập ngữ pháp của mình. Chúng ta sẽ làm bài tập sau để củng cố lại cái dạng này các em nhé. Chào tạm biệt các em.